Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ sáu ngày 1 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác của Chính phủ do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, làm việc tại Hưng Yên. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ra quân huấn luyện năm 2024. Khai mạc lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2024, mở đầu chuỗi các hoạt động lễ hội. Mất an toàn giao thông tại các vòng xuyến trên địa bàn huyện Ân Thi. Chiều nay, đoàn công tác của Chính phủ gồm đại diện nhiều bộ ngành trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, có buổi làm việc tại tỉnh Hưng Yên nhằm xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu để giúp tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát triển. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, cùng các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương của tỉnh. Quán triệt nội dung buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm bày tỏ sự vui mừng và biểu dương những thành tựu toàn diện ấn tượng mà tỉnh Hưng Yên đạt được trong năm 2023. Tuy nhiên, dự báo năm 2024 tiếp tục còn nhiều khó khăn phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, cuộc làm việc nhằm xem xét tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để giúp tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Qua 3 cuộc làm việc, trước đó cùng cuộc làm việc này, tỉnh Hưng Yên có 64 kiến nghị đề xuất với Chính phủ để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho tỉnh. Trong đó có 47 kiến nghị đề xuất đã được các bộ ngành trung ương trả lời xử lý. Tuy nhiên, vẫn còn 10 kiến nghị đề xuất chưa được trả lời giải quyết thỏa đáng. Đồng thời, tỉnh Hưng Yên cũng có 17 đề xuất kiến nghị mới, trong đó cho tỉnh được tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 để tái bố trí cho các doanh nghiệp phải di rời để triển khai dự án đường vành đai 4, bổ sung hạng mục thu hồi đất này vào dự án thành phần 1.2 về giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4, đề nghị đến năm 2030 giảm gần 11.000 ha đất nông nghiệp, đồng thời tăng tương ứng gần 11.000 ha đất phi nông nghiệp so với chỉ tiêu được phân bổ để đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là việc triển khai các khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với khó khăn vướng mắc trong phát triển vùng bãi do hạn chế bởi tỷ lệ xây dựng 5% theo quyết định 257 và 492 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hưng Yên đề nghị khi duyệt quy hoạch tỉnh thì cho phép nghiên cứu toàn bộ diện tích ngoài bãi sông Hồng và sông Luộc để phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở đảm bảo yêu cầu an toàn đê điều và thoát lũ. Đề nghị đoàn công tác kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt các đề xuất của tỉnh về khu công nghiệp Thổ Hoàng và khu công nghiệp số 3. Nội dung chi tiết của buổi làm việc sẽ được chúng tôi truyền tải trong chương trình thời sự sau. Sáng nay tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên ra quân huấn luyện năm 2024. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với phương châm tiếp tục đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp cơ bản thiết thực vững chắc, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thông qua huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức chính trị, đường lối, kiến thức quân sự quốc phòng, tiếp cận và nắm vững kỹ thuật vận hành, sử dụng thành thạo có hiệu quả vũ khí, khí tài khi có chiến tranh. Theo đó, các mô hình học cụ, vật chất, phương tiện huấn luyện được thay đổi, làm mới, sát hơn với yêu cầu công tác huấn luyện trong thời kỳ mới. Thời gian huấn luyện bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 15 tháng 12 năm 2024. Với đơn vị sẵn sàng chiến đấu tổ chức huấn luyện 16 ngày trên tháng, các đơn vị huấn luyện 8 ngày trên tháng, các đơn vị đảm bảo trật tự tại sở chỉ huy 4 ngày trên tháng. Cùng với tỉnh, các huyện cũng tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024. Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy, ghi nhận và biểu dương đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng vũ trang tỉnh cho công tác quân sự địa phương năm 2023, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường, đã và đang có tác động đến tình hình chung của cả nước và của tỉnh Hưng Yên. Vì thế, công tác huấn luyện phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chiến đấu và chủ động trong sẵn sàng chiến đấu. Nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2024 của lực lượng vũ trang tỉnh cần được đẩy mạnh, đổi mới toàn diện, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện,
theo các phương châm phù hợp với từng đối tượng, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo sát địa bàn tác chiến, huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí thiết bị có trong biên chế, nâng cao khả năng tác chiến khi được tăng cường binh khí, kỹ thuật, hiệp đồng với các lực lượng tác chiến trong khu vực phòng thủ, bảo đảm cho lực lượng vũ trang tỉnh sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống, cũng như là chủ động ứng phó kịp thời các sự cố, thảm họa, thiên tai, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, khoa học, hoàn thành 100% nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện, giáo dục đào tạo cho các đối tượng, tổ chức kiểm tra chặt chẽ, đánh giá đúng thực chất, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại buổi giao quân huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động thi đua cao điểm với nội dung tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành ba nhất, tiếp đó là màn diễu hành biểu dương lực lượng và biểu diễn võ thuật với sự tham gia của các đơn vị cùng các phương tiện kỹ thuật. Tối qua ngày 29 tháng 2, tức ngày 20 tháng Giêng âm lịch, tại khuôn viên Ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, tổ chức lễ khai mạc lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2024. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Sau 4 năm tạm dừng tổ chức do dịch bệnh COVID-19 và dành thời gian chỉnh trang khuôn viên di tích, năm nay, thành phố Hưng Yên đã tổ chức trở lại lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến, vừa đáp ứng nguyện vọng mong mỏi của nhân dân địa phương, vừa là dịp để quảng bá, giới thiệu tới du khách thập phương những di tích lịch sử, những câu chuyện về mảnh đất mang đậm dấu ấn một thời vàng son, từng được mệnh danh là thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến. Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử, Phố Hiến ngày nay không còn là một thương cảng, nhưng những dấu tích của một thời hưng thịnh vẫn còn rất đậm nét. Thành phố Hưng Yên hiện đang lưu giữ, bảo tồn được 200 di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật. Trong đó có một khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, 20 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 30 di tích xếp hạng cấp tỉnh, trên 100 bia ký và hàng ngàn cổ vật có giá trị. Sự đậm đặc về mật độ di tích gắn với tâm linh, tín ngưỡng, thờ nhân thần và thiên thần đã tạo cho thành phố Hưng Yên một bản sắc văn hóa đặc sắc, vừa mang tính dân tộc cộng đồng, vừa mang đặc trưng riêng của địa phương. Nơi đây, mỗi làng, mỗi xã, mỗi thôn đều lựa chọn tôn thờ một vị thần, thánh, linh thiêng, nhưng đều có một điểm chung là các vị thần, thánh đều là những vị hiền nhân, hết lòng thương yêu dân chúng và hy sinh thân mình vì công cuộc bảo vệ bờ cõi quê hương đất nước. Lễ khai hội tiếp diễn bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên Phố Hiến tinh hoa hội tụ và phát triển, gồm hai phần: Phố Hiến nơi phù sa lắng đọng và Hưng Yên thanh thang đường mới, gồm các ca khúc nổi tiếng viết về Hưng Yên như Hưng Yên một khúc sử ca, Hưng Yên ân tình, Về Hưng Yên đi em, tình khúc Nguyệt Hồ, thanh thang đường mới, với sự thể hiện của các ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, An Thu An, Thiều Thu Sa. Thông qua đó, những huyền thoại, điển tích về Phố Hiến xưa được thể hiện phong phú hấp dẫn và hùng tráng qua lời thơ, tiếng nhạc, điệu múa mang đậm nét truyền thống và cũng không kém phần hiện đại đổi mới. Khi được biểu diễn tại mảnh đất Hưng Yên thì An Thu An cảm thấy rất là bồi hồi, tự hào và xúc động. Biết được những cái di tích lịch sử cũng như là văn hóa dân gian truyền thống của Hưng Yên thì An cảm thấy yêu hơn và mến hơn người nơi đây. Với các màn biểu diễn công phu, hoành tráng cùng các ca khúc ca ngợi mùa xuân, quê hương đất nước và con người, chương trình nghệ thuật Phố Hiến tinh hoa hội tụ và phát triển và thả đèn hoa đăng Hồ Bán Nguyệt đã thu hút đông đảo người dân đến với lễ hội, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách. Rất là công phu, hoành tráng này, khơi dậy niềm tự hào của người Hưng Yên. Chương trình thì rất là hay và đặc sắc, khán giả em thấy mọi người đến rất là đông. Được tham dự lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến là một niềm vui. Em bé, tức là con của tôi, được tham gia vào những chương trình truyền thống như là xem múa rối, hát quan họ và nhiều chương trình như là triển lãm tranh. Như thế là giúp cho các cháu biết được là giá trị văn hóa của quê hương. Trước lễ khai hội, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố Hưng Yên đã thành kính dâng hương tại đền Trần, đền Mẫu và tham quan triển lãm ảnh trong khuôn viên Hồ Bán Nguyệt.
Với một chuỗi các sự kiện, trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc, xin kính mời quý vị và các bạn cùng dành thời gian về dự trải nghiệm lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến và thưởng thức những món đặc sản của Hưng Yên như bún thang lươn, chè sen long nhãn, bánh cuốn, bánh răng bừa và nhiều đặc sản, sản vật của Phố Hiến Hưng Yên. Trong ngày hôm nay, lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến được tiếp tục bằng chuỗi các sự kiện, trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc tại khuôn viên Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến và Hồ Bán Nguyệt, tạo không khí sôi nổi, hào hứng cho nhân dân và du khách tham gia. Các hội thi diễn ra trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân và du khách như thi kéo co, nhảy bao bố, thi cầu kiều trên cạn, truyền tranh, bịt mắt đập niêu, thu hút nhiều đội tuyển đến từ các phường, xã trong thành phố tham gia. Việc tổ chức các trò chơi dân gian vui khỏe, góp phần làm phong phú hoạt động trong những ngày diễn ra lễ hội, đồng thời tạo không khí vui tươi, hào hứng cho nhân dân và du khách thập phương khi về với lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến. Các tiết mục biểu diễn hát trên thuyền rồng và múa rối nước tại Hồ Bán Nguyệt cũng thu hút lượng lớn khán giả đến xem. Ngày 2 tháng 3, lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2024 tiếp tục diễn ra hội rước kiệu truyền thống và hội thi cờ tướng, tiếng hót chim chào mào, vân vân. Bên cạnh đó, trong buổi tối các ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 3 có chương trình liên hoan đàn hát dân ca và văn nghệ quần chúng. Những năm qua, huyện Kim Động bám sát các quy hoạch của tỉnh, ra soát, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện quy hoạch vùng huyện, đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là về giao thông, một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng đô thị hiện đại, văn minh. Từ năm 2023 đến nay, xã Chính Nghĩa giống như một đại công trường đã có 7 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài hơn 7 km, nhà văn hóa xã, trường học và hạ tầng khu dân cư mới được đầu tư xây dựng. Tổng kinh phí dành cho phát triển đô thị đạt 52 tỷ đồng. Năm 2024, dự kiến xã tiếp tục dành khoảng 50 tỷ đồng để đầu tư 4 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 4 km, xây dựng trường học. Hiện nay chúng tôi cũng đã đang hoàn thiện cái khu vực 2,1 ha và đã bán đấu giá được gần 50% cái số lô. Thế và lấy cái kinh phí đấy để chúng tôi xây dựng cơ sở tầng. Thì hiện tại thì chúng tôi đang làm con đường liên xã từ chợ Phận đến đường nối hai cao tốc. Thì đường này có cái quy mô là 7 mét mặt đường và hai bên hai cái rãnh nước là mỗi bên 60 phân. Thế và trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục làm một số con đường nông thôn trong khu dân cư. Trong phát triển đô thị, huyện Kim Động dành ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Hệ thống giao thông của huyện được đầu tư nâng cấp cải tạo để đạt tiêu chuẩn đường cấp 4 đồng bằng kết nối 3 khu vực đô thị của huyện gồm khu vực thị trấn Lương Bằng, cụm xã Toàn Thắng Nghĩa Dân và Thọ Vinh Phú Thịnh với các vùng sản xuất nông nghiệp, khu đô thị, khu dân cư thuận lợi cho việc lưu thông phục vụ sản xuất, tiêu thụ hàng hóa. Giai đoạn 2021-2025, huyện đầu tư 21 công trình dự án với tổng chiều dài hơn 45 km, tổng kinh phí hơn 1,7 nghìn tỷ đồng. Đến hết năm 2023, đã hoàn thành 8 dự án. Đơn vị thi công chúng tôi mùng 6 Tết là đã bắt đầu là ra quân chia thành 3 mũi thi công. Đặc biệt vấn đề kỹ thuật thì anh em chúng tôi là luôn phải bám sát, theo dõi làm sao để cho cái chất liệu, vật liệu, lu lèn đảm bảo đúng đủ quy trình, đúng độ chặt yêu cầu bản vẽ đã đề ra. Trong năm 24 này thì huyện tập trung là rà soát các quy hoạch vùng, xây dựng vùng huyện, các cái quy hoạch chung đô thị, đẩy nhanh các cái dự án hạ tầng khung để làm sao là tạo động lực thúc đẩy phát triển đầu tư của huyện. Ví dụ như cái đường VH75, cái đường tỉnh 377 quy hoạch mới, cũng như là trong định hướng thì huyện cũng đã báo cáo tỉnh để xuất trung ương là đầu tư xây dựng cái cầu Mai Động và hoàn thiện cái quốc lộ 38C. Đây là một cái trục phát triển rất lớn, có cơ hội rất lớn cho nguyên lượng phát triển cho đô thị trong thời gian tới. Và cũng như là huyện chỉ đạo đẩy nhanh các cái dự án là đô thị thương mại. Theo kế hoạch của huyện Kim Động, tổng kinh phí thực hiện xây dựng đô thị giai đoạn 2024-2025 khoàng 3.300 tỷ đồng. Mục tiêu đến năm 2025, Kim Động đạt tiêu chí đô thị loại 4 và trở thành thị xã trước năm 2030. Sáng nay, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức họp báo công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2024. Theo kế hoạch, trường sẽ tuyển 3.500 chỉ tiêu theo 5 phương thức vào 22 ngành đào tạo. Riêng học phí dự kiến cho năm học đối với sinh viên
khối ngành công nghệ kỹ thuật là gần 1,4 triệu đồng một sinh viên một tháng, khối ngành kinh tế ngoại ngữ sư phạm là gần 1,2 triệu đồng một sinh viên một tháng. Ngoài ra, nhà trường cũng tiếp tục xét tuyển thẳng đối với thí sinh như anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc, thí sinh đoạt giải nhất nhì ba trong kỳ thi, chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế, v.v. Thời gian tiếp nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2024 đến 17 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2024. Sáng nay, huyện đoàn Văn Giang và Văn Lâm tổ chức khởi động tháng thanh niên và hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn 2024. Với chủ đề của tháng thanh niên năm nay là tuổi trẻ Văn Giang tiên phong cho các hoạt động tình nguyện, trọng tâm hướng vào các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh các hoạt động xây dựng nông thôn mới, các hoạt động bảo vệ môi trường tình nguyện vì an sinh xã hội, phát triển tổ chức đoàn trong các doanh nghiệp, qua đó góp phần tạo môi trường rèn luyện thực tiễn để đoàn viên thanh niên phát huy năng lực, sức sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đóng góp tài năng, trí tuệ, sức trẻ của mình vào các hoạt động cộng đồng và xã hội. Tại lễ phát động, các đại biểu tham gia trồng hàng cây thanh niên tại khuôn viên trường trung học phổ thông Nguyễn Công Hoan, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn 2024. Tháng thanh niên của thanh niên huyện Văn Lâm tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên về lịch sử truyền thống của vùng đất con người Văn Lâm, truyền thống vẻ vang của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, tổ chức các hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, chuyển đổi số, các hoạt động đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, cùng với đó triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi, yếu thế, người già neo đơn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, củng cố xây dựng tổ chức đoàn hội vững mạnh. Các đại biểu tham gia trồng hàng cây thanh niên, đường cờ cho xã Tân Quang. Có thể nói, việc đầu tư mở rộng nút giao giao thông đã tạo ra cảnh quan và mỹ quan vào cửa ngõ, kết nối giữa các địa phương. Tuy nhiên hiện nay tại một số nút giao trên địa bàn huyện Ân Thi, nguy cơ mất an toàn giao thông tại một số điểm giao cắt vẫn đang hiện hữu bởi còn nhiều bất cập tại nút giao giao thông này. Vòng xuyến lớn, đường lại hẹp khiến các ô tô lưu thông khi gần đến chỗ ôm cua chạy tốc độ lớn hoặc không chú ý quan sát rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Tại vòng xuyến cách đó chỉ vài km, một vòng xuyến thuộc xã Đà Lộc, huyện Ân Thi đi Tống Phan, huyện Phù Cừ, hướng đi Thanh Miện, Hải Dương. Do vòng xuyến góc cua quá rộng, đường hẹp, dân bản địa thì quen, còn các phương tiện được khác đi qua đây hầu như bị mất phương hướng do khi vào vòng xuyến không có biển chỉ dẫn hướng đi, nên thuận ai nấy đi. Trong vòng một năm trở lại đây, tại vị trí này đã có ít nhất 3 vụ tai nạn khiến 2 người chết cùng rất nhiều vụ va chạm giao thông khác. Hơn một năm nay chúng tôi thấy có cái hiện tượng như vậy là một vài vụ như vậy là đi đến tai nạn. Thế thì chúng tôi thấy cái độ vòng cua không hợp lý, tức là vòng cua sang bên Hải Dương ấy. Thứ hai nữa là vòng cua về cái làng Đa Lộc là nó chưa hợp lý. Thế cái độ vòng cua thế này như vậy là gấp quá. Đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực này, ông Đặng Đình Phương cho biết nhiều vụ tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm, đường không có đèn, tầm nhìn hạn chế, bất cập nhiều trong quy hoạch điểm vòng xuyến mà nhiều lần cử tri đã kiến nghị. Cái điểm giao thông này thì nó có mấy cái như thế này. Cái thứ nhất là một là biển báo là không có này, hai là cái độ cua của cái vòng để mà cái đường mà để mình chỉ nó hẹp, còn thứ hai nó không rõ ràng. Thực ra nó như cái vòng xuyến ở Bình Trì thì nó tạo lên có một cái đường nó lan tạc, nhưng mà riêng cái vòng xuyến ở Đa Lộc là mấy vụ tai nạn rồi. Cái hình như tạo lên một cái đường vòng cung để từ đường nọ sang đường kia ấy, nó vẫn bất cập ở cái điều gì đó. Thế cũng mong là làm sao cấp trên, tức là có một cái giải pháp gì đó để nghiên cứu, để tạo cho một cái đường vòng xuyến là cho nó một là biển báo an toàn, hai là trong cái độ cua của các từ làn này chuyển sang làn kia nó rõ ràng hơn. Theo thống kê của cơ quan chức năng, hầu hết các vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, vi phạm về tốc độ là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông. Trong 2 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn huyện Ân Thi đã xảy ra 16 vụ khiến 5 người tử vong và 11 người bị thương. Trên thực tế hiện nay, việc điều tiết giao thông bằng cách đi theo vòng tuyến tại một số vị trí còn nhiều bất cập. Do đó, đề nghị các cơ quan chức năng cần bổ sung đầy đủ hạ tầng giao thông như biển báo, gờ giảm tốc, thậm chí đèn tín hiệu để người dân đi lại an toàn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.